Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hiện bây giờ em đang có mặt tại nhà của anh Tài để ghi hình đăng bán giùm cho anh hai con bò. Ở đây có hai con bò cái kem Pháp của chú anh chị và các bạn. Đây cô chú anh chị và các bạn cũng thấy trực tiếp trên cái video. Cặp cái kem Pháp này nó khá là ok ha. Trước mắt chúng ta là con kem Pháp cái đầu trụi, tướng tá khá là lực ha. Đít đùi dai, đầy đủ ha, chân móng thì hoàn thiện, không ổ áp xe, không xuống rúng xuống ruột. Kế bên là một con kem Pháp vàng, em phép kem Pháp vàng. Đó, con này là con kem Pháp vàng, nó hơi gân hơn con này chút xíu tại vì nó nhỏ ngày tháng hơn. Đó, cặp bò này bây giờ anh Tài muốn bán cô chú anh chị và các bạn, cặp bò này có giá là 38 triệu. 38 triệu nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, cô chú anh chị và các bạn ai có nhu cầu muốn mua cái đôi bò này thì hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay cho em. Con này nó đúng ra thì cái thùng nó đẹp hơn, rúng yếm và đầy đủ. Nó là kem trắng bông bướm nha. Còn con bên kia là con kem vàng. Đó. Con đó là con của con bò xin. Chú anh chị bạn thấy không? Rất là đẹp. Tướng tá dai đùi thì khỏi chê ha, chân móng thì là móng sò, cầm đứng thẳng. Hai con này bây giờ anh Tài bán cho cô chú anh chị các bạn với giá là 38 triệu. Đó. 38 triệu nha. Chân móng hoàn thiện, đúng yếm đầy đủ nè. Hỏi tại sao mà con bò ở Ba Tri mà nó lại bán cái giá nó lại như vậy, nó lại cao hơn mấy cái tỉnh thành khác, là tại vì cô chú anh chị biết sao không, ở mấy cái tỉnh đó, miền Trung hoặc là miền Bắc đó, có rất là nhiều anh điện thoại vô cho em nói là em ơi sao mà con bò Ba Tri, anh thấy con bò Ba Tri sao nó đẹp quá, mà thử hỏi ở trong Ba Tri người ta cho ăn cái gì. Thì em cũng nói thiệt với mấy anh luôn là ở Ba Tri người ta cũng cho ăn bình thường thôi, đôi khi người ta lại không có bã mì hoặc là sát mì cho ăn, đôi khi là ở tới cận của mấy anh nữa. Nếu như mà có những cái chất đó thì bổ sung cho con bò thì con bò nó khá là nó mập nữa kìa, chứ nó không phải như vậy đâu. Tại vì sao cô chú anh chị và các bạn biết không, ở những cái tỉnh thành khác, ở những cái vùng miền khác thì đa số là cô chú anh chị và bạn nuôi thả lan đúng không, thì con bò nó không có được mập, con bò nó sẽ không có được phát triển. Tại vì nuôi thả lan á này nó ăn còn nó không ăn thôi. Còn khi mà mình đã nuôi nhốt chuồng, mình nuôi bò mình nuôi nhốt chuồng rồi thì bắt buộc con bò nó ăn xong rồi nó lại nằm. Nó nằm xong là nó ăn. Bởi vậy chất dinh dưỡng nó sẽ tích tụ lại và nó sẽ cung cấp đầy đủ cho con bò để con bò nó phát triển. Nên con bò ở Ba Tri đa phần 100% là bò cột, bò nhốt chuồng nha cô chú anh chị và các bạn. Bởi vậy từ cái chân móng cho tới cái hình ảnh cho tới con bò nó có mướt nó bóng như thế nào là con bò do là con bò nhốt chuồng nên mình không có thả lan. Giống như con gà thả giường thì nó săn thịt nó chắc thịt, còn con bò mà nuôi chưa ăn công nghiệp thì đương nhiên là con bò sẽ mập mạp, ủa con gà sẽ mập mạp đó. Khi mà con gà thả lan thì da thịt của nó chắc, nó săn nhưng mà nó nhỏ ha. Còn cái khi mà con gà mà chúng ta nuôi dạng như là nuôi khép kín, nuôi dạng công nghiệp thì mình cho ăn thì đương nhiên là con gà nó mập, nó cũng như tương tự như con bò. Mình nuôi khép kín thì cái tải trọng thịt nó càng nhiều ha. Mình nuôi bò ở đây là mình lấy thịt chứ không phải mình nuôi ở đây là mình lấy con bò nó chắc thịt, nó rắn thịt là được, không phải. Mình nuôi mình lấy cái tải trọng thịt của nó. Bởi vậy cô chú anh chị và các bạn chúng ta nên nuôi nhốt chuồng để khi mà con bò nó lớn á, nó sẽ đạt được cái tải trọng thịt mà nó phải có trên cơ thể của nó, con bò nó mới mập mạp, nó mới đẹp. Ở đây hai con bò cái kem Pháp này thì một con bên đây là con kem Pháp đỏ, rúng yếm đầy đủ, chân móng hoàn thiện, sái bướm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Con bên đây là con kem Pháp trắng, con kem Pháp trắng này sái bướm thì hoàn thiện, rúng yếm đầy đủ, chân móng cũng hoàn thiện nha. Đầu trụi rất là đẹp. Này báo giá trực tiếp cho cô chú anh chị và các bạn, cái đôi bò này có giá là 38 triệu. 38 triệu hai con. Thì còn chần chờ gì nữa mà cô chú anh chị và các bạn không nhanh tay mà nhấc máy lên gọi ngay cho em để chúng ta có thể sở hữu đôi bò này. Đôi bò này giá cực kỳ yêu thương. Hai con này chiều cao là dao động là 1m1 có trên hết rồi nha cô chú anh chị và các bạn. Hai con này là trên 1m1 hết rồi nha. Từ chân móng cho tới sái bướm thì đều hoàn toàn nghiêm chỉnh. Cái khi mà em đã lên sóng cái đôi bò nào thì chắc có lẽ là cô biết, cô chú anh chị và các bạn cũng đã biết, em đã vô em thương lượng cái giá
phải gọi là hợp lệ để bà con cô bác chúng ta mua về chúng ta nuôi còn có cái để mà chúng ta có cái lãi, để chúng ta có động lực để chúng ta nuôi tiếp ha, chứ không phải là em bán con bò cho cô chú anh chị và các bạn rồi cái là mình về mình nuôi lỗ. Mà em nói thiệt cô chú anh chị và các bạn, nuôi con bò là không có lỗ. Tại sao? Mình cho ăn cỏ chứ ăn rơm, mà đa phần nó cỏ thì trong vườn nhà, rơm thì cũng là rơm mà khi mà chúng ta làm lúa nó có được ra cái rơm để mình cho nó ăn, mình cũng không có phải mà mất tiền ra mua nhiều, kinh phí mà chăn nuôi nó cũng hạ thấp xuống, cái tiền lời nó sẽ cao. Cái khi mà mình nuôi con bò mà mình nói lỗ là những người người ta nuôi người ta không cho bò ăn, người ta cứ tính con bò ăn nhiều quá là không có lời. Những người đó là những người khờ dại, những người đó là những người nuôi bò mà chỉ tính tới cái bản thân. Nuôi con gì cũng vậy, ngay cả mình nuôi người phụ nữ cũng vậy, cô chú anh chị và các bạn. Vợ của mình phải biết chăm sóc nó. Phụ nữ là mình phải chăm sóc, mình phải trang điểm lên nó mới đẹp. Con bò cũng vậy, con bò mình phải cho ăn cho nó mập mạp lên, nhìn con bò nó mới đẹp. Chứ giờ mình cứ nuôi, mình lấy cái xương để mình nấu cao không mà biết sao mà con bò nó đẹp được. Nó em nói đôi khi đụng chạm tới cô chú anh chị thiệt, nhưng mà vấn đề em nói đó là sự thật. Để bà con cô bác chúng ta, khi mà chúng ta mua con bò nó ú mềm như nè, nó mập mạp, nó tròn trẻ, nó đẹp như thế này, mà mình đem về mình nuôi, mình nuôi riết thì cái mình nuôi cái một năm sau cái kêu Út ơi lại đang bán giùm cho anh bò, quay qua quay lại con bò còn xương da không, mà giờ vô đang bán sao, không lẽ mua về nấu cao đó cô chú anh chị và các bạn. Em nói thiệt, con bò mà nó mập mạp đưa lên sóng nó dễ nhìn dễ coi, người ta mua lẹ làng lắm. Còn khi mà con bò ốm rồi, em nói thiệt với cô chú anh chị và các bạn nha, mình đăng lên nhiều khi em nói thiệt, em nói mà mọi người nói thằng này nó xạo luôn. Tại vì một con bò xấu mà đưa lên nhiều khi người ta nhúng, người ta trề thấy ghét, người ta không thèm mua. Nó trời ơi con quỷ này nó quen bò xấu gần chết luôn mà mua cái gì. Đó thì đôi khi á là cô chú anh chị và các bạn cũng thông cảm, mình mua con bò đẹp về thì cô chú anh chị vui lòng chúng ta nuôi chăm sóc cho kỹ để con bò nó đẹp nha. Mình mua con bò đẹp rồi mình về mà mình không dám chăm sóc, mình không dám cho ăn thì thử hỏi sao mà con bò đẹp được. Nãy đến giờ thì đa phần là Út cũng chia sẻ những cái một suy nghĩ, chia sẻ những cái tâm tư để bà con cô bác chúng ta mua lựa chọn con giống đẹp về mình nuôi cho nó đẹp. Chứ mình đừng có lựa chọn cái con giống xấu về cái mình nuôi nó xấu rồi là mình đừng mua chi mất công ha, uổng tiền đó. Thấy không, bò này nó bò trắng nè, bò kem lắp trắng đầu chuỗi khá là nó đẹp. Đó cô chú anh chị các bạn, một cặp này nó khá là nó xứng, mà bò kem pháp trắng này nó bự ngày tháng hơn. Bò kem pháp trắng này là có là nó được 7 tháng hơn rồi đó, còn con này thì được 6 tháng nè. Cái đôi này thì hai cái qua thì bự chà bá luôn cô chú anh chị bỏ bạn mua về chúng ta khỏi sợ luôn ha. Đối với những con bò pháp như thế này, nó là một cái dòng bò lai, thì cô chú anh chị cũng đã biết rồi, bò lai là nó ăn tạp, mà nó đã ăn tạp rồi á thì cái lượng sữa nó cung cấp cho con nó và cái lượng dinh dưỡng nó cung cấp cho con nó khá là nhiều. Bởi cô chú anh chị và các bạn chúng ta bây giờ tại sao thử hỏi sao mình bây giờ mình chê bò vàng mà mình không nuôi bò vàng nữa, mình nhìn con bò vàng với con bò lai hai con nuôi kế bên nhìn bò vàng ăn thấy ghét, nó ăn nó nhơi, còn bò lai vô là nó hạm dữ lắm cô chú anh chị và các bạn. Bò lai vô nhiêu là nó táp, nó ăn hết bấy nhiêu à. Bởi vậy bò nào bò lai là đa phần là mát sữa chục con hết, chín con mát sữa rồi đó. Thì nãy giờ thì Út cũng chia sẻ rồi cho cô chú anh chị và các bạn rồi, thì cô chú anh chị và các bạn vui lòng chúng ta cảm thấy muốn mua thì hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay cho em số điện thoại em để trên hình để chúng ta có thể giao dịch được đôi bò này. Và bây giờ em sẽ sử dụng cái thước của em hàng ngày để em đo thử chiều cao của đôi bò này coi có đúng là em đo em nhắm khoảng 1m1 có đúng hay không. Bà con cô bác ai có mua thì chúng ta hạo ra bức tường hoặc là cây cột để chúng ta có thể chốt được cái đầu bò này nha. Bò này chiều cao của nó là 1m16. Chiều cao 1m16, một cặp này chiều cao một cỡ đó cô chú anh chị và các bạn. Thì ai có nhu cầu muốn mua thì hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay cho em. Và bây giờ em nói chung là thời lượng của video nãy cũng dài rồi, cũng cập nhật đầy đủ thông tin rồi. Thì bây giờ em xin gửi lời chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.
Xin kính chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và những người bạn đã và đang xem ủng hộ em trong suốt thời gian vừa qua. Bây giờ em xin kính chào và hẹn gặp lại các chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo.